đi luôn. Hi, hi guys, hello, hello. Rồi đuổi gì mày luôn rồi đó. Mày đi ra đây, đi ra xuống gì đây? Yeah, 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 đây nè con nè, con chạy xuống nè. Trời ai chưa có chơi còn dễ chạy qua nè thằng ơi, nhảy lên. Mày đi ra đây, đi ra đây, đi ra. Cá không ăn muối cá hư, con chạy cha mẹ là trong đường con hư. Cá không ăn muối cá sình, cha mẹ cãi mình cha mẹ trời học ơi. Bên cha, bên đây nè cha, xuống dưới cái mèo đang chạy bên đây bỏ gà luôn bà con đây một gà người thấy bác mèo bên đây. Đưa tay chị mà không thấy à? Có khi nào là lỗ mũi bự quá che luôn con mắt không? Mày chị ra mày chị ra cá không ăn muối cá hư con cãi cha mẹ là chấm đường con hư con hư con hư cá không ăn muối cá tình cha mẹ cãi mình cha mẹ cũng hư con số từ con số tư con số bốn con số từ con số bốn thì con số từ con số bốn số gì má số gì đây còn ba gì đây ba gì đây còn ba đây. Yêu nhà xa mấy cũng gần với nhau cách một bàn xanh cũng lìa. Yêu nhà xế lại quay quanh với nhau để là đến là nhau xa. Có yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Làm chi dở được dở trong đời đời nước hết cho lòng. Tư tư tư. Đã từ xanh luôn hả? Tư tư. 34 34 số thì ra số thì đây nhân giáo chơi tóc xe lòng yêu đau cuốn tim trời đâu rồi anh ơi kéo bạn kéo bạn lại gần lại gần cho em rồi chú anh nói quay hỗ trợ kéo bạn thì cho bà con mình mua trước nha rồi rồi đỡ xíu bà con dạ đó được cái chỗ em không được gì nên có điều kiện không có gì thông cảm nha mình kéo lại ai hết à chị lộ nó gắn mấy phun xương đó bà con phun xương tự nhiên ở trên trên nó phun xương nó mở phun xương đó nhưng mà tiền nhân sự vậy nó mất tiêu hết rồi có mình ông đánh đờn làm chi đua kéo màn cái gì kéo màn thì không có đánh đờn được rồi tắm chú cái gì hả bên đây còn bên đây nè anh ơi rồi mày tập tạ làm gì xuống kéo màn tiếp tao coi trời Phật tức trời có này thiệt mày đứng đó mày chọc đi mày kéo ra mày đi ra mày đi ra tôi đi ra mày đi ra mày tao 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 kéo xuống sổ đổ tháo mày đi ra mày đi ra mày đi đây rồi bà con ơi nãy ai đưa cho chị ra thiên quyền 1 và 200 chưa có hối tiền thừa lại ạ à? Ai đưa cho chị ra là thiên quyền 200 chưa hối tiền thừa lại khán giả ơi xuống từ đây xuống từ đây xuống từ ra xuống từ đây xuống từ đây gió cao dương vắng bao tình trường an ưng thi thiết cho chàng lai kinh trường đi học chữ công danh quê nhà em đợi chờ anh ngày về mai cô tinh quy ngựa anh đi trường ha giống nàng theo sao hai mươi 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 sao còn mười gì đi mười gì nhà chứ gió đưa bụi chuối sao hè anh bê vợ bé bỏ bè bà con thơ chứ con thơ tay ấm tay mộng tay dắt mẹ chồng đầu đội cái cô mười một vô con mười một con mười một cái con mười một số gì đây con mấy chị ra đây kéo thêm cái khúc hỏi giùm em ơi ạ mưa mưa chứ còn hỏi này nè còn hỏi các bạn sao anh? Chân nó kéo kìa. Số gì đây? Mấy chị đây? Mấy chị ra mấy chị đây? Thầm hiếu đã thương nhau ai nước về bao đau sầu. Thần quân quá thê lương em với Quỳnh đi duyên đầu. Với ngô dương ước hẹn Phạm đại phu nhớ mong cần thi hành máu giống việc bằng dân chiến công trời hỡi thâu cho chăng sao kiếp qua dương ba đào đừng bảo giết ngô dương gây tóc tàn gieo thương sầu em giang cầu tự thân thứ tha tự.
tình duyên cái 50 nguyên. Nguyên 50. Còn 50, còn 50 con 50 số. Đi đi mấy, đi đi mấy, đi đi. Ngày xưa tôi có biết đâu kỳ ghét nhỏ. Tôi đã người sao mai tôi chấm đàn vai. Tình yêu đổ hoa nở trong lòng từ ngày dài. Rồi yêu thương ngày đêm sâu tình yêu cho nhau. Đi hôm nào xuống qua giấy đau nào. Vì tôi cô đơn, vì nhau một lần như nhau. Ngày sau còn sâu sao, còn sâu sao, còn sâu sao. Còn tô pháo, còn tô pháo, còn tô pháo số. Vì đa đây bốn gì đây, bốn gì đa đây bốn gì đa bốn gì đa bốn gì đây. Chân cha từ già cứ gói âm tì. Vì nghe phán quán tráng trần trần. Bằng cứ nói giang các lưỡi chỉ làm ai cũng. Trời ơi quán nghiệp ai đây bắt ta phải đừng tội này. Tôi dậy đâu? Hả? Đứng rồi. Dậy của ai? Bà lỗ. Sao rồi? Mày vừa nói cái gì? Thì nó... Đức Phật. Đức Phật nói gì người ơi? Ừ. Mày lỗ có 6 buổi trả tao đều. Bà đủ trả cái gì cũng thiếu tao. Bây giờ hư vậy của tao luôn. Chị ơi, nhưng mà cái điều nó quan trọng là mới trả góp được 3 ngày. Bữa nay chưa góp 75 ngàn tôi đây. Được. Tin sợ tất cả các bạn, mình tên là Harry. Mình mà không có biết nói tiếng Việt, bạn này nói gì mình không có hiểu. Trời ơi. Ta không có hiểu hả? Anh ơi, em đây ơ. Anh ơi, thầy thả nên của chính lý đạo xin mì cá. Thân Harry, Harry đến đây để Harry hát một cái bài cho các bạn nghe. Harry thì anh cứ đi đi hát khúc xa em và đừng ngó nghi hát khúc xa sao y thương như nó chỉ thế từ ta lo đi. Ừ, Harry không có gọi hồn cho nên là không cần echo. Harry nghĩ là Harry hát con số này để các bạn dò Harry. Harry ok nha, ok các bạn, ok Harry. Còn cái bài mập này đi vô. Mình ê khoan, anh nói hơi là bóc đôi giày đó. Ông bà nói cái gì là bà bị điên. Harry không bây giờ để cho Harry hát đi. Ok để Harry hát đi. Hát bắt đầu, nghe Harry hát nè. À, Harry đến là Harry hát một bài tặng cho anh Trấn Thành. Ông xã của Harry. À. Anh rất là yêu Asin. Asin. Nhưng mà Asin không có yêu Harry. Ủa không yêu sao lại cưới? Harry lậu. Harry thiệt thì yêu mà Harry lậu không yêu. Rồi, thì Harry xin hát cái bài này. Ok. À, rất là hit của Harry. Bắt đầu. Có nhạc không? Hay là hát chay? Hát chay thôi, tại Harry là người nước ngoài á, không có bắt được tông của Việt Nam. Từ từ ta hát đừng có giật. Harry gì? Sợ, xích bà lại. Xích lại, hát à. Kìm lại. Xích bà lại. Kìm thôi, rồi em hát đi. Tới rồi Harry hát liền, đừng có nóng, đừng có căng Harry. Đang lấy tinh thần, rồi. Đừng có tính căng Harry kìa. Không có cắn, bà không có cắn. Rồi, đó, rồi để Harry hát nha. Bắt đầu, 1, 2, 3 vô nha. 1, 2. Harry hồi hộp quá. Chờ phía để Harry bình tĩnh lại. 2 rưỡi. Bình tĩnh nha, đừng có cắn Harry. À, 2 rưỡi. Harry sợ.
Bắt đầu chưa? Đây, bắt đầu 29. Mình mang 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 ô ba nhân tử yêu trong thiên đường thuyền ta lừa thuyền ta xuôi theo dòng mà nước chảy nhịp theo mà đôi mươi ai cởi đồ Harry trên sân khấu Harry đang hát mà sao tụ quần Harry âu anh tụ áo Harry lê càng có chơi cái trò nắp dậy Harry đang hát thì yên cho Harry đừng có quậy Harry ta thi đang nhập tâm đó thôi rồi để hát rồi ba tuổi rồi Harry xin hát một ca khúc nước ngoài anh ơi vô nhà à hợp tác nhau nè nè con số may mắn duy nhất của tối đêm nay 43 đúng quý vị nha, 43 đúng không, 43 đúng quý vị, bà hữu cha từ sơn tây 43 đó. Harry dễ bị đánh lắm á cái cương rồi 43 vừa chưa qua và 43 bên trên có một chưa em ơi. Khoan bây giờ đây là dòng đội đặc biệt, bây giờ mời tất cả quý vị khán giả mà may mắn đó lên sân khấu trước quý vị. Và sau đó được tôi mời một khán giả bất kỳ bước lên dò lại dùng từng con số này nha. Tay coi lên đi đi. Tay có rồi, tiên có rồi. Rồi, em nhìn mít lên trên trai mình dò ha. Mẹ đây dòng cuối cùng với dò. Rồi, anh ơi, trước khi mà anh dò hỗ trợ cho tất cả các sinh ra các bạn may mắn trúng thưởng đó, thì anh cho biết là tên và đứng gì đâu ạ? Tân Bình không rồi, cảm ơn Minh nha. Bây giờ Minh sẽ hỗ trợ dò cho những vị khách may mắn trúng thưởng. Vì đây là một loại đặc biệt với tầm phẩm giá trị rất là cao, quý vị, một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A30. Cho nên chúng tôi sẽ bắt nhờ Minh sẽ dò lại. Đầu tiên 43 vừa đi qua. 50, em nói lớn chút xíu bà con mình nghe. 29. Có 3. 11. Có đủ. Và cái thưa quý vị, nhìn cái bảng đèn và nhìn con robot di động quý vị. Con robot chứ phải con chó. Rồi, quay. Đó. Dạ, trên bảng đèn có ghi dòng loại 42. Dạ, 42 đây quý vị. Rồi, quay tiếp, robot. Đó. Robot hơi mập, quý vị thông cảm nha. Mập hơn mấy con trong siêu thị. Rồi. Ủa sao, đụng chạm em hả gái? Rồi, 11, mày thấy không? Bởi tao nói mày, mày mập rồi mày cạnh tranh với khán giả, mày thấy chưa? 11, em ngồi xa xa nó ra nghe để chị tự làm đó. Nha, thông cảm nha. Ta 43 giờ kêu qua. 50. Có 2. 29. Có 3. 11. Có đủ. Rồi, robot mập 39 có cái gì? Dạ, 39 có, hợp lệ. Rồi, chúc mừng chị nha. Rồi, dòng loại 38 hợp lệ. Dạ, vẫn là 43, 50, 29 và 11. Xin cảm ơn Minh rất là nhiều và tặng Minh hai bé một lần tiếp theo ha. Rồi, lấy cho hai bé cho Minh một lần tiếp theo. Rồi, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ, dạ, giải thưởng là chỉ có một thôi. Không thể nào chúng ta đặt cái điện thoại là ba được, cho nên bây giờ em sẽ tặng mỗi vị khách của chúng ta một con gấu nhỏ trước. Sau đó quay banh, bỏ hết banh vào lò cầu đi em. Bỏ hết con banh vô lò cầu. Sau đó chúng ta sẽ quay banh xem ai là chủ nhân của chiếc điện thoại tới đêm nay. Đồng nghĩa với người sẽ cầm được chiếc banh may mắn có số lớn nhất. Rồi, ngay bây giờ, xin mời các bạn đứng ra giữ sân khấu với chị nha. Đó, sân khấu cũng hơi nát rồi. Dạ, không biết đoạn nào đoạn giữa luôn rồi. Ok. Đó. Bữa nay tôi không biết bà này bà tên gì luôn. Nhìn giống Trung Thục Nguyên, cách Trung Thục Banh quá. Mỹ, chị Đà, đi. Đó. Rồi, cho chị coi số em đi. Trời ơi, số rất lớn nha. Rồi, em trai 26. Rồi, cầm để luôn em ơi. 26. 42. Trời ơi.
khủng khiếp hơn, 53. Thế này cái gì? Chúc mừng trên trai. Rồi, chúc mừng hai em nha. Rồi, trước khi mà em nhận quà đó, ra đây cho chị phỏng vấn. Rồi, em tên gì từ đâu đến nha? Dạ, em tên Trung, em đến từ Bình Tân. Ok, em lại dòng này em mua mấy vé? 5 vé có gì? 5 vé 5 người hả? Có hai người thôi, vậy là cái này có, gọi là có đầu tư gì. Trời dễ sợ. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, nhẹ nhàng đưa cho em 50 vé nữa đi đứa. Mới chúng mà. Rồi, cái thứ gì? Ngay bây giờ dòng loại tiếp theo vẫn là phải có 10.000 đồng quý vị. Trở lại dòng loại bình thường với tác phẩm đồng con gấu trị giá 500.000 đồng. Cảm ơn quý vị ủng hộ nhiệt tình cho bụng đồng quý vị nha. Và ngay bây giờ chị có bé giơ tay nhiệt tình quý vị ơi. Xin mời nhạc à. Hey. Mấy chị đam mê, chị đam chú, chị đam mê, chị đam mê, chị đam lắm lắm mà nghe tôi kêu không cần ra, cần ra con mấy chị đam mê, chị đam mấy chị đam vé bên đây của vé bên kia quý vị ơi, mấy chị đam mê, chị đam chú, chị đam mê, chị đam mê, ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng, vui lòng đi chỗ khác mua, em đây không bán sầu riêng, em đây chỉ bán tình yêu. Và đặc biệt vào tối thứ hai và thứ ba hôm qua là khán giả live stream và tại thành phố Tây Ninh đoàn sẽ có một hai đêm diễn đặc biệt tại thành phố Tây Ninh vào tối thứ hai và tối thứ ba tại Vincom Tây Ninh, cho nên rất mong quý vị ở thành phố Tây Ninh hãy đón tụi em chào đón vào tối thứ hai và thứ ba nhé. Bà tay biết đặt sẵn chỉ tụi em đi. Rồi hả, bánh tráng hả? Trời, nhỏ thông minh ghê vậy, lấy hấp dầu tự tụi bánh tráng thèm dữ ra hả? À, cái mặt tụi chút chim cá gấp luôn, giận luôn, trời, nhỏ nó ghét dễ sợ. Rồi, thưa quý vị, và chúng em sẽ có hai đêm diễn đặc biệt dưới sự tài trợ của nhãn hàng Bicunet trong trường thảo đơn dược Vĩnh Xuân tại Vincom Tây Ninh, cho nên rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình. Chúng ta sẽ có hai đêm diễn vào ngày thứ hai và thứ ba với tất cả thành viên chủ lực của đoàn Lê Tân Sài Gòn Tân Hợi. Lần đầu tiên tụi em đi diễn xa mà có về phía Tây Ninh đó, lần đầu tiên về Tây Ninh mà mới đông được như thế, cho nên rất mong quý vị cũng sẽ tại thành phố Tây Ninh ủng hộ cho đoàn thông qua livestream. Nếu quý vị có biết tên này hãy share cho bạn bè thật đông đến nhà Vincom Tây Ninh quý vị nhé. Và ngay bây giờ dòng lời tiếp theo, ai chưa có biết trên tay đầu tiên liền quý vị, đặc biệt tối ngày mai chúng em còn phục vụ tại đây sân khấu Rubik, ngày mốt cũng vậy luôn với những chủ đề hết.